Đời sống thú vị xin chào các bạn. Nếu như một người cầm súng thế này dí vào đầu bạn và bảo với bạn rằng là nếu như bạn nóng tính đấy, thì tôi sẽ bóp cò đấy. Thì người đó bảo là lúc đó thì lại kìm được, không nóng lên được. Vậy bạn thử nghĩ xem, người đó có phải là tính của họ nóng không? Đấy, chắc chắn là không phải. Nếu như tính nóng thì lúc dí súng vào thế này, đó, dí súng vào thế này, thì họ vẫn cứ nóng chứ. Đấy. Nhưng tại sao dí súng vào thì họ lại kìm được? Đó. Vậy nên nóng tính không phải là tính người đó nóng, không phải là bản tính người đó nóng, mà người đó tự cho mình cái quyền được nóng. Đấy, quyền được nóng lên. Vậy thì qua cái này thì chúng ta có thể nói rằng nóng tính không phải là do tính nóng, mà cho mình cái quyền được nóng. Vậy thì muốn rèn luyện cái này, chúng ta phải, những ai đó nóng tính ấy, thì cần phải rèn luyện từ từ. Đấy, từng bước một. Chẳng hạn như những người nâng tạ này, nâng những quả tạ nhỏ này trước này, quả tạ 2 kg này, xong lên đến 3 kg này, đó, và lên nữa, dần dần họ sẽ nâng được hàng tạ. Đó là cái quy luật, đó, không thể tránh được. Vậy bạn, ai đó muốn rèn cái, giảm bớt cái tính nóng của mình thì hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Những việc nhỏ mình không cho phép mình nóng thì những việc lớn mình mới có thể kìm lại được. Đó. Chứ đột nhiên bảo bạn kìm lại thì bạn không thể kìm được đâu. Bạn phải rèn luyện từng bước một, từ nhỏ đến lớn. Thế nên là nếu như bạn muốn, bạn hãy nhớ hình ảnh. Đấy. Bạn cứ hình dung ra là nếu như mà ai đó dí súng vào đầu bạn và bảo nếu nóng tính là tôi sẽ bóp cò thì chắc chắn bạn kìm được. Nhớ hình ảnh này cho. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Chúc bạn sớm được giảm bớt tính nóng, sớm được bình an trong tâm hồn và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.